Đang xin chào bạn. Sau đây đang giới thiệu các bạn mẫu chống cần. Đây là dùng chống cần câu đài, câu đơn, lăng C. Đây dùng cho câu đài. Các bạn có thể dùng câu cần đơn cũng được, mà câu lục cũng được. Câu lục nhưng mà những cái địa hình là đá, nó khó cắm chống cần dài kiểu này, nó khó cắm chống cần dài kiểu này thì các bạn câu lục cắm chống cần này cũng được, chống đỡ đầu đỡ cuối rất nhà. Đây kiểu chống cần dành cho câu đài, đây chống cần câu lục. Câu lục thì kích thước này là thu gọn là 56, rút dài ra, rút dài ra là 85 phân, 85 cm. Trong này nó có cái vít nở này các bạn. Các bạn càng càng vặn chặt cái chống cần này, bạn xoay chặt này thì nó nở ra, thì nó càng càng chặt. Các bạn đẩy lên đẩy xuống thì nó càng chặt. Đấy. Bạn nới lỏng ra. Các bạn đút vào. Nếu có không may các bạn rút bị rút ra. Đấy. Các bạn rút ra. Đây bạn vặn này. Nó sẽ chặt gác cần, nó không bị tụt. Các bạn vặn vặn càng chặt nó càng nở ra. Chống cần này có thể dùng các bạn câu lục câu đơn được. Các bạn chống hơi ngả ngả rồi, đừng chống đứng. Chống đứng này thì nó sẽ nún xuống. Chống đứng vuông góc 90 độ thì nó dễ sẽ bị nún. Các bạn hơi chống hơi chéo chéo đi tí, xoải xoải góc gần tầm 70 đến 80 độ xoài đi là đẹp nhất. Đây một kích thước này dài thu gọn là gần 85, kéo rộng ra nó kéo dài ra nó tầm đó chính xác chuẩn luôn cho các bạn xem. Có hai kích thước 1m45 đấy. Mấy cái trước một cái là kéo ra là 85, một cái là kéo ra là 1m45. Đây là chống cần năng C đây các bạn. Có hai kiểu chống, bạn chống các bạn cũng được. Đấy. Chống kiểu này cũng được. Đây là kiểu chống thứ nhất. Bạn chống kiểu này cũng được. Đấy, cắm hai cái chống. Đấy, xoạc. Đấy, cắm kiểu này. Ví dụ đây là cần câu các bạn cắm. Đây, cắm kiểu này. Đấy, rất nhiều kiểu cắm. Để các bạn xem, các bạn tham khảo. Đấy. Đấy, hai hướng cắm. Đấy, vừa rồi Hải đang phát sinh giới thiệu các bạn là những cái mẫu chống cần thông dụng nhất Hải đang phân phối. Đang phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.